Trước tiên khi nói về chuyển động thẳng biến đổi đều, chúng ta sẽ nói nhắc qua một chút về mặt lý thuyết. Chuyển động thẳng đều. Thẳng đều là quỹ đạo, là đường thẳng. Gì nữa? Là tốc độ trung bình trên mọi đoạn đường là như nhau. VTB là một hằng số và người ta ký hiệu là V. Nó, hoặc là đi vật đi được những quãng đường bằng nhau trong những khoảng thời gian bằng nhau. Cứ thời gian bằng nhau thì quãng đường bằng nhau. Hay có nghĩa là vận tốc là một đại lượng không đổi. Hay nói khác là tốc độ trung bình trên mọi quãng đường là như nhau. Thế thì từ đó chúng ta sẽ có các phương trình mà hôm trước thầy đã hình thành lý thuyết rồi. Chuyển động thẳng biến đổi đều, chuyển động thẳng đều, rồi là rơi tự do. Có một cái bộ công thức chung của chuyển động thẳng biến đổi đều suy ra. Thì ta có những cái công thức quan trọng như sau. Thứ nhất, V bằng hằng số. Bằng hằng số, không nói rồi. Sau đó là biểu thức tính quãng đường. S bằng V nhân T. Khi tính S bằng V nhân T thì thông thường người ta chọn chiều dương trùng chiều chuyển động. Đấy. Thì lúc này S luôn luôn là dương rồi, quãng đường đi được không âm. Sau đó đến cái biểu thức này mới cần lưu ý về dấu này, tức là phương trình chuyển động, hay người ta gọi là phương trình tọa độ. X bằng X0 cộng V nhân với T. X0 là cái gì? Thầy gọi gốc tọa độ là đây. X0 là đây. Thế thì M0 chứ. M0, vị trí xuất phát của nó cách gốc tọa độ một đoạn bao nhiêu thì đấy chính là X0. Nếu nó nằm ở phía trục dương, chiều dương của trục OX thì chúng ta sẽ lấy giá trị dương. Và nếu ở phía trục âm chúng ta sẽ lấy giá trị âm, tức là ở đây là lớn hơn 0. Còn nếu chúng ta chọn chiều chuyển động trùng với chiều dương của trục OX về đây. Thế thì nếu chuyển động như thế này thì ta có V về dương, đúng không? Còn nếu nó chuyển động như thế này thì V về âm, thay số âm, còn phương trình vẫn là dùng phương trình này. Đúng không? Còn ví dụ nó nằm ở đây, M0 nằm ở đây. Thì X0 của chúng ta là nhỏ hơn 0. Đúng không? Đó là những cái lưu ý cần thiết. Rồi là một bài toán là hai vật chuyển động, mà hai vật chuyển động cùng một lúc thì thời gian, thời điểm là như nhau, nhưng chuyển động lệch nhau trước, sớm hơn, muộn hơn thì câu chuyện nó sẽ khác. Đúng không? Thế bây giờ dựa vào những cái công thức này chúng ta sẽ xử lý từng bài. Đúng không? Thế thì còn cái ngoài ra thì chúng ta nếu mà chuyển động thẳng đều, nó chỉ chuyển động trên từng quãng đường một là thẳng đều, thì chúng ta sẽ có khái niệm tốc độ trung bình trên toàn bộ quãng đường. Thế giả sử có một chuyển động trên quãng đường S1 thì nó có thời gian là T1. S2 thời gian T2, vân vân. Thế thì từng quãng đường nhỏ này là chuyển động thẳng đều, thì chúng ta sẽ có khái niệm tốc độ trung bình sẽ bằng tổng tất cả các quãng đường cộng Sn chia cho tổng các thời gian đi hết các quãng đường đó. Thời gian đi chứ không phải thời gian dừng, không tính thời gian dừng. Ok. T1 cộng T2 cộng vân vân cộng Tn. Đó. Thế thì xem lại công thức, sau đó thầy sẽ hướng dẫn tóm tắt đề bài, hướng dẫn cách xử lý các bài toán. Bây giờ thầy xem các bạn nào hỏi gì về mặt lý thuyết không đã. Sau đó thầy sẽ chữa các bài tập. Ok, có lẽ là thầy sẽ bắt đầu chữa bài tập. Chúng ta hãy quan sát cho thầy bài số 1, dạng số 1 luôn, là tính tốc độ trung bình trên toàn bộ quãng đường. Tính vận tốc, tốc độ trung bình. Công thức rất đơn giản, nhưng bài toán là làm một câu chuyện.
Thầy có câu một dạng một như sau. Một ô tô chạy trên đoạn đường thẳng từ địa điểm A đến địa điểm B, mất một thời gian là T. Tốc độ trung bình, tốc độ của ô tô nửa đầu của khoảng thời gian này là 60 và nửa cuối là 40. Tốc độ trung bình trên cả quãng đường AB. Thế bài này phân tích như thế nào? Ok, đợi nha, đợi thầy phân tích rất là chậm. Phân tích rất là chậm từng bài này. Các em lưu ý. À, người ta cho cả thời gian là T. Thế nên nửa đầu và nửa sau nó khác nhau chỗ nào? À, đây là toàn bộ nhá. Ở đây là A, là B. Thế nửa đầu thì nó đi với tốc độ là 60 thì thầy gọi là V1 bằng 60 km trên giờ. Thì thời gian này, à, quãng đường này thì gọi là S1, và thời gian là T1 bằng T trên 2. Được chưa? Tiếp tục, nửa sau có vận tốc là V2 bằng 40 km trên giờ. Thì quãng đường đi được là S2 T2 bằng T trên 2. Được chưa? T2 bằng T trên 2, nửa đầu và nửa sau thời gian, đúng không? Nửa thời gian đầu, nửa thời gian sau. Rồi thì quãng đường nó không bằng nhau, nhưng có một cái thông tin là S1 cộng S2. Thôi, không nói đến S1 cộng S2 bằng, à nó bằng AB luôn đi. Bằng AB. Nhưng cũng chưa dùng đến ý đó. Chúng ta lại xuất phát từ công thức tính tốc độ trung bình. V trung bình bằng S1 cộng S2 chia cho T1 cộng với T2. Đúng không? S1 thì bằng V1 nhân T1 cộng V2 nhân với T2 chia T1 cộng với T2. Ta thay tiếp biểu thức này V1 T1 thì thay bằng T trên 2 cộng với V2 thay bằng T trên 2 tiếp. T1 cộng T2, T1 trên 2 cộng với T trên 2. T trên 2 cộng T trên 2. Thế thì rút gọn T trên 2 cả tử với mẫu thì chúng ta sẽ được V1 cộng V2 trên 2. Vậy trong trường hợp này tốc độ trung bình bằng trung bình cộng của vận tốc luôn. Thay số. Bằng bao nhiêu? 60 cộng 40 chia cho 2 bằng 50 km trên giờ. Bài này không khó, đúng không? Nhưng lưu ý rằng trong trường hợp đặc biệt này thì tốc độ trung bình bằng tổng hai vận tốc chia đôi. Nhưng có phải lúc nào cũng thế hay không? Thì chúng ta sẽ quay trở lại. Chúng ta lại bước tiếp một bài, bài thứ hai, xem có phải bằng tốc độ của anh thứ nhất cộng tốc độ anh thứ hai chia 2 hay không. Chúng ta sẽ chuyển bài số 2. Chúng ta cùng đọc được bài. Nó chỉ khác một chút thôi là câu chuyện nó được biến đổi đi. Rồi. Ok, thế nếu mà chúng ta lại làm đúng là V1 cộng V2 trên 2 trong trường hợp sau thì chúng ta sẽ sai ngay. Đây, để phân tích bài này. Một người đi xe đạp chuyển động trên đoạn đường AB. Tốc độ của xe đạp trong nửa đầu đoạn đường là 12, nửa cuối là 18. Đó, tính tốc độ trung bình trên cả quãng đường. Nếu bình thường thì chúng ta lấy là V1 cộng V2 trên 2 bằng 12 cộng 18 chia cho 2 bằng bao nhiêu? 15 km trên giờ. Anh này là sai. Sai. Bởi vì thầy phân tích bài toán như sau. Cả quãng đường là AB. Chia đôi. Nửa đầu là S1 bằng S trên 2. Cả quãng đường này thầy gọi là S. Nửa sau là S2 bằng S trên 2. Thì thời vận tốc tương ứng là V1 bằng bao nhiêu? 12
km trên giờ. Thời gian tương ứng là t, t1. Nửa sau là v2 bằng 18 km trên giờ. Và thời gian tương ứng là t, t2. Không cẩn thận là nhầm nha. Vẫn phải xuất phát công thức gốc là bằng S1 cộng S2 chia T1 cộng T2. Thầy phân tích tiếp. V trung bình bằng S1 cộng S2 chia T1 cộng với T, T2. Đúng không? S1 cộng S2 chính bằng S. Anh này bằng S. Chia cho T1 cộng với T, T2. T1 thì bằng S1 chia cho V1, tức là bằng S trên 2 chia cho V1, tức là bằng S chia cho 2 V1. Đúng không? T2 bằng S2 chia cho V2, bằng S trên 2 chia cho V2, bằng S chia cho 2 V2. Đúng không? Từ đó thầy sẽ thay vào biểu thức V trung bình. V trung bình sẽ bằng S chia cho S chia 2V1 cộng S chia cho 2V2. Rút gọn S đi, quy đồng thì nó sẽ bằng 2 lần V1 V2 chia V1 cộng V2. Đó, thế bài này nó lại ra kết quả như sau. À, V trung bình không còn là S1 cộng V1 cộng V2 trên 2 nữa, mà nó là 2V1 nhân V2 chia cho V1 cộng với V2. Không đúng quy luật là bằng trung bình cộng của tốc độ, đúng không? Bằng 2 nhân 12 nhân 18 chia cho 12 cộng 18. Đúng không? Ta sẽ lấy 12 nhân 18 nhân 2 và chia cho 30. 14,4 4 km trên giờ. Vậy nó khác hẳn là tổng V1 cộng V2 trên 2. V1 cộng V2 trên 2 là bằng bao nhiêu? Là 15, đúng không? Rõ ràng thay đổi dữ kiện đi một chút thì câu chuyện nó đã khác đi rồi. Hết sức lưu ý cho thầy. Ok, rất nhiều bạn đã làm đúng. Bây giờ thì chuyển sang dạng phức tạp hơn, dạng số 2. Chúng ta cùng đọc trước dạng số 2 cho thầy. Là bài toán gặp nhau. Lập phương trình và giải quyết bài toán gặp nhau. Bài toán gặp nhau thì chúng ta phải viết được phương trình x bằng x0 cộng v nhân với t. Được chưa? Thứ hai là gặp nhau hay là đi qua nhau. Thì là x1 sẽ bằng x, x2. Và nhớ cho thầy là viết cho từng anh thì thêm chỉ số. À, x1 sẽ bằng x01 cộng v1 nhân t. À, x2 thì bằng x02, vị trí ban đầu của vật 2, cộng V2 nhân với T. Đây là bài toán mà hai vật xuất phát cùng thời điểm, đúng không? Thế bây giờ chúng ta sẽ xử lý bài số 3 như thế nào? Bài số 3. Và nhớ cho thầy các bộ đơn vị. Nếu quãng đường là km thì vận tốc là km trên giờ, thời gian là
là giờ. Nếu quãng đường là mét, vận tốc là mét trên giây, thì thời gian là giây, đúng không? Lúc 8 giờ, một ô tô khởi hành đi từ A về B với vận tốc 20 mét trên giây, chuyển động thẳng đều. A, lập phương trình chuyển động. B, lúc 11 giờ ô tô ở vị trí nào? C, ô tô cách A 40 km lúc mấy giờ? Và nhớ ở đây T là thời gian của chuyển động, là thời gian. Cho nên nếu chúng ta đang xét là thời điểm thì chúng ta phải trừ đi gốc thời gian, đúng không? Thế thì chúng ta phải quan điểm rõ ràng để nó thuận tiện cho bài này, thì thầy gọi T là thời điểm, đúng không? Gọi T là thời điểm. Thì suy ra thời gian chuyển động sẽ là lấy T trừ đi T0. Trong trường hợp này T0 bằng bao nhiêu? Gốc thời gian là cái thời điểm bắt đầu tính thời gian, đúng không? Thì lúc này ta có thời gian là T bằng gốc thời gian là T bằng 8 giờ. Ok chưa? Để ý kỹ nha. Rồi, thì nhớ đây là cái này là thời gian, yếu tố T này là thời gian. Thế thì thầy đang gọi T là thời điểm, thì thời gian này phải là lấy T trừ đi T0, đúng không? Thì cụ thể ở đây chúng ta sẽ có thời gian là T trừ đi 8, đúng không? Thế bây giờ bài này thầy phân tích. Một ô tô khởi hành từ A về B. A, B đi theo hướng này với vận tốc bao nhiêu? 20 mét trên giây sẽ đổi ra 72 km trên giờ. Từ mét trên giây đổi ra km trên giờ chỉ việc nhân với 3,6. Ok chưa? Rồi, thế thì để lập phương trình ta phải chọn trục OX. Người ta thường chọn trục OX trùng với AB. Và trong trường hợp này thầy cứ chọn gốc tọa độ trùng với vị trí xuất phát là A. Cho nên lúc này thầy sẽ có vị trí ban đầu x0 bằng 0. Đấy chưa? X0 bằng 0. Thầy có phương trình chuyển động x bằng x0 cộng v. Lúc này phải là nhân t trừ đi t. T0, đúng không? Chiều dương nó cùng chiều của vận tốc, cho nên chúng ta sẽ lấy giá trị gì đây? Giá trị dương. Đấy chưa? Thầy có x bằng 0 cộng v là 72 nhân t trừ đi 8. Thầy sẽ có x bằng 72 nhân t trừ 8. Thầy để nguyên như này. Đây là phương trình chuyển động. Câu B. Lúc 11 giờ ô tô ở vị trí nào, tức là tính x? X bằng hỏi chấm khi t bằng 11 giờ. Chỉ việc thay anh này vào đây là ra kết quả, đúng không? Chúng ta sẽ có là x bằng 72 nhân 11 trừ đi 8 thì sẽ bằng 216 km. Đấy chưa? Câu C là ô tô cách A 40 km. Rất thuận lợi khi thầy chọn gốc tọa độ trùng với O. Cách A 40 km thì thầy sẽ có x bằng 40 luôn. Đó là lợi thế của việc thầy chọn vị trí A trùng với gốc tọa độ, là điểm đó cách gốc tọa độ cũng chính là cách A luôn. Cho nên x bằng bao nhiêu luôn? Bằng 40. Từ đó thầy sẽ có là 40 bằng 72 nhân với t trừ đi 8. Vậy t chúng ta sẽ có bằng bao nhiêu? 40 chia cho 72, đúng không? Cộng với 8. Thế chúng ta sẽ có 8 giờ bao nhiêu phút? 33 phút. Đấy, thậm chí các bạn có thể tính ra giây bao nhiêu giây nữa, đúng không? 8 giờ 33 phút.
Bây giờ xem có bạn nào hỏi không. Đúng rồi, rất nhiều bạn đã trả lời chính xác. 8:33. Lúc 8:33. Tiếp tục bài tiếp theo. Với quan điểm lập phương trình như thế, chúng ta sẽ làm bài tiếp theo. À, thực ra bạn Hoàng Lê thân mến, thầy chỉ thay đổi một chút nữa thì thành bài nâng cao ngay. À, ví dụ bài này là bài gặp nhau. Lát nữa thầy chỉ thay đổi là hai vật không xuất phát cùng một lúc thì câu chuyện khác ngay. Đúng không? Rồi, thầy sẽ làm bài này. Sau đó thầy thay đổi, thay đổi nhá. Cùng một lúc tại hai điểm AB cách nhau 10 km. Đây, AB. Đã thế thầy chỉ thay đổi bài số 4 này đi một chút là câu chuyện khác. Chúng ta sẽ bàn thêm bài số 4 nâng cao nhá. Thầy chỉ chữa bài này và một bài thay đổi dữ kiện là thành bài nâng cao. Cách nhau 10 km. 10 km. Xuất phát cùng chiều từ A đến B. Anh này thầy gọi là V. Vậy A bằng 54 km/h. Còn anh này là VB sẽ là 48. Tại sao lại chuyển động sang phía phải từ A đến B? Đúng không? Từ A đến B quá rõ rồi. Nhưng nếu mà chuyển động sang phía trái chẳng hạn thì không bao giờ hai thằng gặp nhau được. Thằng này đi trước mà vận tốc lớn hơn, thằng này đi sau vận tốc nhỏ hơn thì không bao giờ. Cho nên nếu đầu bài mà không nói là đi từ A đến B thì cũng đương nhiên là như thế này. Được chưa? Chọn A làm mốc thời điểm xuất phát của hai xe là mốc thời gian, chiều chuyển động là chiều dương. Đây, đầu bài chọn rất rõ rồi. Anh này trùng với gốc tọa độ. Cứ để ý bài này xem. Thầy sẽ cho thêm câu hỏi đã. Bài này làm sau đó thầy cho thêm câu hỏi. Sau đó là thầy nâng cao hơn nha. Câu A. Viết phương trình XA XB. Câu B. Xác định thời điểm và vị trí hai xe gặp nhau, tức là XA bằng XB bằng hỏi chấm khi T bằng hỏi chấm. Chọn gốc thời gian hết rồi, đúng không? Thế thì bài này không khó. Được chưa? Sau đó thầy sẽ cho một cái thông tin. Thêm câu C. Thầy cho thêm câu C nhé. T bằng bao nhiêu để hai xe cách nhau 6 km. Đó, 6 km. Thêm câu này. Nâng cao hơn một chút. Lát nữa nâng cao ở khía cạnh khác nữa. Thế bây giờ thầy xử lý như sau. Câu A. XA bằng X0A cộng VA nhân T. Được chưa? XA bằng nhiêu? Bằng 0 cộng 54T. Đúng chưa? 54T. Thế thì XA bằng 54T.
phương trình số 1. Không có gì khó khăn để viết phương trình này. Phương trình xB bằng x0b cộng vb nhân t. Vị trí ban đầu cách gốc tọa độ 10 km, cho nên chỗ này là 10 cộng với 48t xb. Phương trình số 2. Đúng không? Câu B. Gặp nhau. Gặp nhau. Cứ làm đơn giản đi đã. Lát nữa thầy sẽ cho nâng cao. XA bằng XB. Có điều gì? 54T bằng 10 cộng với 48T. Từ đó chúng ta sẽ có bao nhiêu? 6T bằng 10. Đúng không? 6T bằng 10. Từ đó T sẽ bằng 5/3 giờ. Hoặc bằng bao nhiêu phút? Bao nhiêu? Nhân 60. 100 phút à? 100 phút. 1 giờ 60 phút mà. 100 phút. Đó, đấy là câu B. Câu C. Câu chuyện câu C. À, câu C thì trong toán học hai thằng có tọa độ xa xb thì cách nhau, cách nhau thì thầy gọi là delta x, nó sẽ bằng trị tuyệt đối của xa trừ đi xb. Đúng không? Xa trừ xb bằng bao nhiêu? Bằng trị tuyệt đối, thầy sẽ có trị tương đương với 6 bằng trị tuyệt đối của xa trừ xb, thằng này trừ thằng này, 54 trừ 48 còn 6t. Đúng không? Trừ đi 10. Đó. Thế thì thầy sẽ có 6T trừ 10 bằng 6. 6T trừ 10 bằng trừ 6. Hai trường hợp. T bằng bao nhiêu đây? 16 phần 6. Tức là 8/3. Chỗ này là chuyển vế 4, T bằng 2/3 giờ. Tại sao lại có hai nghiệm nhỉ? Có hai nghiệm là trước khi chúng gặp nhau nó cách nhau, sau đó vượt qua nhau lại cách nhau 6 km. Cho nên đương nhiên là có hai trường hợp. Tức là thằng A chưa đuổi đến thằng B, cách nhau 6 km, sau đó nó vượt qua lại cách nhau thêm 6 km nữa. Bài này chưa khó. Bài này thầy sẽ thực sự khó nếu thầy thay đổi dữ kiện như sau. Thầy sẽ thay đổi dữ kiện như sau. Vẫn bài toán này. Bài gọi là bài 4 phẩy. Thầy xem có bạn nào hỏi không đã. Nếu không hỏi thì thầy sẽ chuyển sang bài 4 phẩy. Đợi thêm một chút xem có bạn nào hỏi gì không. Ok, thầy sẽ thay đổi nâng cao như sau. Thầy bảo là xe tại A xuất phát chậm hơn
xe tại B 30 phút. Thế bài toán này sẽ làm như thế nào? Không cùng một thời gian, thế thì ta phải gọi thời điểm. Vẫn hình ảnh như thế, vẫn tóm tắt vẽ hình như thế, nhưng chúng ta phải nói là gọi thời gian chuyển động của A, của xe A ấy, là T. Thì thời gian chuyển động của B là bao nhiêu? Là gì? Là gì? Anh này xuất phát chậm hơn, anh kia xuất phát nhanh hơn, 30 phút tức là bằng 0,5 giờ. Vậy thằng B nó đã đi nhiều thời gian hơn, tức là cùng thời điểm tôi bắt đầu tính. À, bắt đầu tính thì anh này đi là T, thì anh B nó chạy trước, đúng không? Chạy trước, cho nên thời gian chuyển động của B phải là T cộng với 0,5. Đây là mấu chốt của câu chuyện, đúng không? Thế thì thầy đã làm được câu A thì câu B, câu C không vấn đề gì, đúng không? Thế thì câu A chúng ta sẽ có là XA lúc này sẽ bằng X0A cộng VA nhân với T. Thì XA bằng gì? Bằng 0 cộng với 54T bằng 54T. Không có. Nhưng XB thì bằng X0B cộng VB. Lúc này ta phải là nhân T cộng 0,5. Chỗ này là 10 cộng bao nhiêu? Cộng 48 nhân T cộng 0,5. Đúng không? Thế thì nó sẽ bằng 48T. Chỗ này là 24, tức là cộng 34. Đó. Thì rõ ràng là khi thay đổi dữ kiện, câu chuyện đã khác. Vậy là nâng cao rồi, đúng chưa? Cho nên chúng ta hết sức lưu ý. Thế thì với bài liên quan đến chuyển động thẳng đều thì chúng ta còn hỏi gì nữa không? Đúng rồi. Đấy, thì các bạn có thể làm tiếp tục và tiếp tục lấy cái file bài tập của thầy để chúng ta xử lý. Hôm sau thầy sẽ chia sẻ chúng ta các bài toán liên quan đến chuyển động thẳng biến đổi đều. Và chúng ta tiếp tục tham gia vào cái group 2004 Vật lý là cuộc sống, group này. Vật lý là cuộc sống. Hoặc là vào Facebook của thầy, facebook.com/toanpq, để theo dõi cái thời gian mà thầy sẽ live, thường là thứ ba hàng tuần. Chúc em thành công, tự tin, đặc biệt là các bài toán liên quan đến sự sai lầm về dấu cũng như là thời gian thời điểm. Buổi live dành cho học sinh lớp 10 đến đây là kết thúc. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các em vào tối thứ ba tuần sau.